Bật lửa Zippo 24756ZL, 2 Pulit Black Logo. Mẫu Zippo 24756ZL là dòng Zippo phổ thông với nhiều ưu điểm về ngoại hình bắt mắt, thiết kế nhỏ gọn dễ sử dụng, khả năng kháng gió mạnh mẽ cùng mức giá tương đối dễ tiếp cận, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời trên một chiếc máy lửa. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Ngoại hình thanh lịch, đẹp mắt. Zippo 24756ZL với thiết kế vỏ đồng thau vàng mạ trôm phủ keo bóng màu đen toàn bộ bật lửa một cách mượt mà, một sắc màu mạnh mẽ nam tính. Ngay từ khi được lên kệ, em này cho thấy sức hút mãnh liệt với các anh chàng đam mê lửa trên toàn thế giới. Vỏ được hãng sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện tân tiến cho phép lên màu cực chuẩn, lớp đen muôn huyền bí bám chắc vào vỏ kim loại, hạn chế chảy xước và bay màu theo thời gian. Đặc biệt, tính năng chống mồ hôi, không lo để lại dấu vân tay sau mỗi lần sử dụng. Từng góc cạnh bóng bẩy cực đẹp, ánh lên như mặt gương sáng càng tôn lên sự sang trọng cho hộp quẹt. Nó còn đẹp hơn nữa khi được nhìn dưới ánh mặt trời. Nổi bật nhất trên 24756ZL là họa tiết logo của hãng Zippo được dùng kỹ thuật khắc laser với màu trắng nổi bật, đem đến sự thời thượng cho người sở hữu. Hiệu năng tốt với sự nâng cấp buồng đốt. Bật lửa Zippo Mỹ nổi tiếng toàn thế giới với chất lượng bền bỉ theo thời gian, thiết kế đẹp, cơ chế đánh lửa dễ dùng, với buồng đốt nâng cấp từ 14 lên 16 lỗ thông gió, cung cấp nhiều oxy hơn, giúp ngọn lửa cháy ổn định trong mọi môi trường. Những cơn gió thoảng qua chỉ càng làm Zippo cháy mãnh liệt hơn. Tương thích với vỏ đồng dày dặn bên ngoài là lớp ruột thép mạ trôm ánh bạc kiêu sa, với khả năng hạn chế oxy hóa, đặc biệt khi bật lửa tiếp xúc với nước mưa. Trữ lượng xăng lên đến 7 ngày không lo bay xăng, giúp người chơi có trải nghiệm liên tục trong thời gian dài. Một chiếc Zippo có tuổi đời lên đến hàng thập kỷ nếu được sử dụng đúng cách, có lẽ vậy mà được người chơi ưu ái gọi ông vua bật lửa. Bánh xe chéo là một trong những đặc điểm nhận diện Zippo chính hãng, đánh lửa nhạy mọi lúc mọi nơi. Đi kèm theo là đá lửa chuyên dùng đặc chế cho bật lửa Zippo, đá được làm bằng chì, bén lửa tốt, ít để lại bụi than trong quá trình dùng. Zippo cao cấp chuẩn Mỹ. Không còn là bản lề 3-4 chấu cổ điển, Zippo đời số mới được thiết kế với bản lề trong 5 chấu bền bỉ, với 2 chấu giữa to hơn 3 chấu còn lại, tạo kết cấu chắc chắn, đứng vững trên mọi mặt phẳng. Với mặt sau trơn hoàn toàn, bạn có thể tạo những hình khắc, logo cá nhân lên Zippo, hình khắc lên chắc chắn sẽ rất nổi trội, đẹp và không bay màu theo thời gian. Sở hữu ẻ ngoài đơn giản cùng với mức giá tuyệt vời Zippo 24756ZL là sự lựa chọn thông minh. Đây là món quà cực kỳ phù hợp với các quý ông, một chút nam tính, chút sang trọng và đầy bí ẩn. Mục đáy thiết kế lõm cổ điển, với các thông tin được khắc rõ nét, nhờ có mục đáy mà người chơi biết được số tuổi của em bật lửa mình đang sở hữu. Zippo có năm sản xuất khác nhau, tùy thuộc thời điểm anh em đặt hàng. Ambe vận chuyển toàn quốc, cam kết chính hãng 100%. Hộp giấy đi kèm dạng quà tặng, kèm hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn và có mã vạch để check code. Ambe khuyên bạn nên sử dụng xăng, bấc, đá Zippo chính hãng để các bộ phận phát huy hiệu năng tốt nhất. Tóm lại, Zippo 24756ZL là một chiếc bật lửa có giá tầm trung, với thiết kế bắt mắt, cơ chế đánh lửa dễ dùng. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho người chơi không có nhu cầu quá cao về vẻ ngoài, nhưng vẫn có những trải nghiệm sử dụng tốt. Hãy liên hệ với Ambe để nhận được ưu đãi hấp dẫn nhé! Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé!